Anh có làm gì đâu anh thề. Anh có làm gì đâu anh thề. Ồ. Gì đây? Bánh mì bơ tỏi á. Ôi nêm chấm siêu ngon cực. Đấy. Biện đi. Mình sẽ thử ăn bánh mì bơ tỏi luôn. Mình không sợ béo. Mình chỉ còn tâm lý rõ thôi. Đấy. Mình sẽ order. Order. Không phải order. Nhưng mà đây mà mình sẽ dạy tiếng Anh cho các bạn một chút miễn phí luôn. Order bằng tiếng Anh là order. Order. Đấy, phát âm. Âm cuối. Nói chung hơn đây. Nhớ nha các bạn ơi. Ok, mọi người hãy theo dõi mình đi. Đây các bạn ơi. Bánh rồi. Chắc là ngon và cần là vô cùng luôn. Mở ra bạn ơi. Nope. Mở ra. Nope. Mở ra bạn ơi. Mở ra rồi bạn ơi. Ui dồi đẹp thế. Này, màu vàng này là màu nấu này. Ui dồi và siêu thơm thế. Thơm mũi à. Như pizza đấy. Ui dồi, nhìn ra là phân kích luôn. Nhưng mà đợi kinh nhân đi. Các bạn đừng quên phòng tranh sô-cô-la đi. Đấy. Ui chắc là thơm hơn. B còn B. Bây giờ ăn luôn đi. Bả ra bạn ơi. Bả ra. Trời ơi. Ngon không các bạn ơi? Rất là tò mò vì nó có mũi như tỏi này. Và rau thơm này. Thì có mũi như pizza này. Nhưng mà phô mai này có hương vị chắc là ngọt. Đúng không? Ok. Bây giờ thử ăn luôn. Đấy. Ui dồi. Lâu lắm không ăn bơ tỏi với bánh mì này. Ôi dồi. Kiểu món ăn này là một loại mình thích nhất luôn. Trời ơi, chắc là số 3 này, chắc là số 4, số 2, không phải số 1. Nhưng mà rất là cao đây. Ui dồi. Và khi mình ăn một miếng này là có nhiều nước ép của bơ này. Đúng không? Của bơ này và hương vị tỏi và rau thơm hòa quyện cùng nhau. Ui dồi, rất là sướng hết mình cả ngày đúng không? Ui dồi. Và bánh này rất là tươi và siêu mềm. Mình chưa bao giờ ăn bánh kiểu này kể từ khi mình đến Việt Nam. Đấy là một món ăn rất là đặc biệt luôn. Đây là món ăn này là kiểu món ăn của người nước ngoài à? Tỏi và bơ cùng nhau là một cấp đôi đồ ăn. Ôi trời, hoàn hảo luôn. Và nếu bất cứ thứ gì có bơ tỏi thì bất kỳ món ăn sẽ có siêu ngon cực. Thật, không thể làm không ngon nếu có bơ tỏi thì ok, vô mày quê rồi đúng không? Ví dụ là bắp ngô này, là pizza này, bơ tỏi với bánh mì này. Ui dồi, phải cặp đôi. Cặp ba này, bánh mì, bơ và tỏi. Ui dồi. Và rau thơm. Áo luôn.
Đấy, mặc dù siêu béo nhưng mà siêu xuống hết cả người thật luôn. Ôi ôi. Đấy, mình chưa bao giờ biết là Việt Nam có món ăn như thế này. Ôi giời ơi, nhiều sẽ đánh thật. Ôi giời ơi. Đấy. À. Ôi. Mình sắp quên đây là kem đúng không? Kem này có hơi ngọt. Nên là pekiteo thôi. Đấy. Kem với bơ. Cái vì món ăn này có bơ này và kem này. Ôi dồi ôi. Rất là mặn. Nhưng mà vì có là pekiteo ngọt. Ôi ôi. Nên là hòa quyện cùng nhau. Rất hoàn hảo luôn. Và và bánh này. Rồi, này không giòn đâu. Này là siêu mềm. Cái loại bánh mì này rất là lãng mạn. Có nhiều lần rồi, ở trong một tháng mình thèm đồ ăn nước ngoài mình sẽ gọi là pizza. Nhưng mà nếu món ăn này là có phổ biến ở xung quanh Hà Nội thì mình sẽ gọi món ăn này luôn. Này, món ăn này bước mình phải hát luôn, hát nhiều bài hát rất là lãng mạn. Bánh mì này ở Việt Nam rất là hot. Mình biết vì sao bánh mì này rất là hot rồi. Vô cùng hot đúng không? Đó. Chắc là vì siêu ngon đúng không? Đó. Bạn bờ tỏi ơi, ta này ma là khô. Bạn mì bờ tỏi nhé. Nam đi na 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 na. Ôi giời, siêu ngon cực. Tại sao mình chưa biết về món ăn này? Ok. Đấy, mình sẽ ăn tiếp cái thứ hai đi. Bánh mini rất là ngon mà mình bắt đầu thấy ngậy rồi hả? Nhưng mà dù sao nó vẫn là ngon, là quyến rũ mình. Quán ơi, sổ đêm nay ăn nốt bánh mì này đi các bạn ơi. Mời. Ngon của nó đấy. Ôi dồi ôi. Ngon. Đấy rồi. Béo lắm. Ôi dồi ôi, cuối cùng mình sắp ăn được hết bánh mì bớt tỏi. Kim chi. Hoặc là 1, 2, 3. Kim chi. Có cú tê, có mai quê không các bạn ơi. Đấy. Ok, đây. Bất bả thế nhưng mà ngon. Ăn lâu rồi này các bạn ơi. Mình ngọt. Các bạn có thích bánh mì bơ tỏi kem chi không? Nếu các bạn thích thì thử ăn đi, gọi đi, rất là tốt, siêu ngon thật. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe và comment ở dưới nhá. Nếu các bạn có gợi ý khác về món ăn khác và thử thách khác, nếu các bạn thích thì mình sẽ chiêu luôn. Ok, còn B, mình sẽ gặp các bạn ở trong video tiếp theo nhá.
Ok, bye bye. Bye bye nha. Xin chào tất cả các bạn. Lại là Chay với anh Chay Review. Hôm nay mình quay trở lại làm một clip chia sẻ những thứ ở Việt Nam bình dân rất là rẻ, nhưng mà ở bên Mỹ có rất là đắt. Thì các bạn theo dõi video tiếp nha. Điều đầu tiên là non lá và mù cối. Đấy, mình có thể mua cả hai luôn, rất là rẻ và dễ dàng. Đấy, và khi có mặt trời rất là năng cực. Năng cực. Đấy, mình có thể bảo vệ chờ trong nắng. Và nếu có mưa, ok, khá là ok luôn. Đấy, quan trọng nhất là nó rất là thời trang. Đấy, đẹp phết. Ok, bây giờ các bạn ơi, để mình chia sẻ một kể chuyện về nó. Đấy, là một hôm khác mình đã cố gắng mua nó ở trên mạng. Nhưng mà khi mình lên trên eBay và Amazon, mình nhận ra, ôi dồi ôi, 500k đã lắm. Rồi ôi, mình không biết vì sao vậy. Tại sao nó là đắt như thế? Mình không biết vì sao. Nhưng mà ở Việt Nam mình có thể mua nó rất là rẻ. Thuốc. Điều thứ hai là lá chuối CH và thân chuối CH rất là ngon và rẻ này. Đấy. Và mình có thể nấu nộm chuối và rất nhiều món ăn khác luôn. Ôi, rất là hiệu quả. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một câu chuyện lại với các bạn. Đấy. Khi mình đến Mỹ, mình rất là nhớ món ăn của Việt Nam. Thì mình lên trên mạng để mua thân chuối CH. Nhưng mà ở trên mạng ở bên Mỹ nó siêu đắt luôn. Đấy, nó có giá 6 lít. Ui dùi, siêu đắt thật. Vì ở bên Việt Nam là hãy chụp thôi, đúng không? Ui dùi, buồn lắm. Em ơi, anh sẽ chia sẻ với em hết tình cảm của anh cho em. Anh có làm gì đâu anh tệ. Anh có làm gì đâu anh tệ. Lãng mạn không các bạn ơi? Ui, ui à. Đây, no. Không phải đàn guitar. Đây là thành chuối. Ui à, bỏ ra bạn ơi, bỏ ra luôn. Này, các bạn có thể đố biết cái chuối có bao nhiêu tiền ở bên Mỹ? Ở bên Việt Nam nó tầm 30, đúng không? Ở bên Mỹ cũng là 30, nhưng mà 30 đô la luôn. Thế mà mình phải chia sẻ với mọi người, mình biết bên Mỹ rất là hiện đại, lương ở bên Mỹ rất là cao hơn, nhưng mà tất cả mọi thứ rất là đắt. Này, khi người ta ở bên Mỹ mua thứ bình dân, họ thật là phải hy sinh nhiều tiền. Này, ở bên Mỹ không có nhiều thứ bình dân có rẻ như ở Việt Nam luôn. Thật. Đây là cô, thì là Lan. Hay là con, thì là An. Ôi dồi ôi, không biết. Ôi dồi. Ok, các bạn ơi, điều thứ thứ là quả chanh leo đấy. Đấy, quả chanh leo ở Việt Nam rất là rẻ và có nhiều công dụng. Ví dụ là nước này, sinh tố này và thuốc này.
Và điều quan trọng nhất là trái leo siêu ngon. Đấy, mình rất là thích. Nên rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà ở bên Mỹ, đây là một hoa quả rất là hiếm khí. Ở bên Mỹ chỉ có chanh leo ở bên Hawaii luôn. Rồi ở giữa Thái Bình Dương. Ui ôi, xa phết. Đấy, thì nếu mình muốn mua chanh leo ở bên Mỹ, mình phải lên máy bay. Chanh leo ở bên Mỹ rất là cao chen. Nếu mình muốn mua chanh leo ở đó ở trên mạng, 100 gram có giá 24 đô la. Đấy, siêu đa luôn. Đấy, mình có một ý kiến mới khôn sương sương đấy. Sẽ mua chanh leo Việt Nam để mang đến ở bên Mỹ để thành công rất là giàu. Mà cảm ơn ơi, đây là một bí mật. Chú mèo máy đến từ tương lai. Thú vị phết á. Đấy, điều thứ năm, con hàu ở Việt Nam rất là rẻ. Hồi đó mình đã ở Hải Phòng, mình đã mua 20 con 100.000, chắc là hơi đắt ở Việt Nam. Vì một lúc đó mình cũng mua nhiều con hàu, chắc là 40 con 100.000. Đấy, tùy mình biết, ok, tùy vùng và tùy thời điểm, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu 20 con 100.000, nếu 40 con 100.000, nó vẫn là rẻ so với con hàu ở Mỹ. Lâu là mình không ăn con hàu ở Mỹ, nhưng mà đây là một món ăn mình rất là thích để ăn. 10 con rẻ nhất chắc là 15 đô đến 20 đô, 400k để mua 10 con hàu. Đây là lý do mình ăn nhiều con hàu ở Việt Nam, rất nhiều luôn. Nhưng mà ở bên Mỹ mình không thể ăn nhiều, mình phải hy sinh rất nhiều tiền để ăn con hàu. Nhưng mà mình rất là đam mê để ăn con hàu luôn, vì nó rất là ngon. Và mình cũng thích là kiểu nấu con hàu ở Việt Nam rất là khác so với Mỹ. Cả hai rất là ngon nhưng mà rất là khác, đặc biệt luôn. Vừa rồi mình chia sẻ được những thứ ở Việt Nam rất là rẻ mà ở bên Mỹ rất là đắt. Nếu các bạn thích những chủ đề như thế này thì comment ở dưới nhá, gợi ý cho mình. Đấy, mình có thể làm thêm về nó. Nếu các bạn thích thì đừng quên like, share, subscribe và comment ở dưới. Nếu các bạn thích thì mình sẽ chiều luôn. Đấy, mình sẽ gặp các bạn ở trong video theo nhá. Ok, cùng B. Bye bye nhá. Xin chào tất cả các bạn. Lại là Chay với anh Thầy Review. Bữa nay mình quay trở lại làm một clip về những điều ở Việt Nam. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn năm điều có rất là bình thường ở Việt Nam, nhưng mà nó rất là lạ với người Mỹ luôn. Các bạn theo dõi để xem những điều gì đó nhá. Ok con B, bắt đầu con go nha. Điều thứ nhất là người Việt chọn đồ ăn rất là nhanh khi ngồi trong nhà hàng luôn. Ví dụ hiện tại mỗi lần mình đi ăn ở nhà hàng luôn hoặc là bia hơi luôn, mình cảm thấy rất là vội, vì khi mình ngồi xuống có menu này, còn người nhân viên đợi mình hả, mình phải chọn. Ôi. Vì mình không muốn làm như nhân viên đợi lâu à. Đấy, khi mình đi với bạn Việt Nam của mình, họ rất là chuyên nghiệp để chọn và để biết. Họ có thể order rất là nhanh. Ôi dồi ôi, rất là khác so với người nước ngoài. Vì người nước ngoài thường xuyên phải xem menu ít nhất là 5 phút. Thật luôn. Ôi dồi ôi, nhất là khi nếu họ
chưa bao giờ đến ở nhà hàng ấy thì họ sẽ xem menu chắc là 10 phút luôn. Ôi, xa vời ở bên Mỹ hoặc là ở bên nước ngoài luôn. Nhân viên sẽ làm bình thường thì các chọn đồ ăn họ sẽ là đợi người phục vụ có thể nhìn mặt được thì người quý khách sẽ là thì ok, vì quý khách thường xuyên không muốn làm phiền người phục vụ nhiều. Nhưng mà quan điểm của mình chắc là hơi khác so với người nước ngoài khác, vì mình đã cũng có làm việc ở trong nhà hàng lâu rồi thì mình thông cảm với người phục vụ ở trong nhà hàng, thì mình cảm thấy là mình không muốn làm phiền họ rất nhiều nha, mình muốn càng dễ càng tốt với họ đấy. Điều thứ hai là người Việt Nam mặc trang phục in hình rất là lạ bằng tiếng Anh, hay là tiếng Anh đó rất là ngẫu nhiên hoặc là rất là sai. Đấy, ví dụ nhá, mình đã chụp ảnh những áo của bạn mình ở trong điện thoại để giữ cho ở tương lai, để giải thích, để chia sẻ với người bạn của mình ở bên Mỹ luôn, vì nó siêu buồn cười với người nước ngoài. Ví dụ bạn ấy có một áo là crap your hands, thứ này là crap người sản xuất chắc là viết sai, nó nên nói là clap your hands nhưng mà viết sai là crap là crap, có nghĩa là bàn tay của bạn đi. Tiếp nhá. Đấy, áo này nói là I am lucky and be happiness, có nghĩa là tôi rất là may mắn và tôi sẽ trở thành sự hạnh phúc. Không hiểu đấy. Hồi đó mình có một bạn đã mặc một áo với nhiều câu bằng tiếng Anh, nó rất là ngẫu nhiên và không có nghĩa, rất là vô lý. Thì mình đã hỏi cậu ấy, em ơi, em hiểu câu bằng tiếng Anh này ở trong áo của em không? Thì cậu ấy trả lời là dĩ nhiên em không hiểu chứ này. Nhưng mà áo này siêu đẹp, phết, đúng không anh? Thì mình đã trả lời ok con B. Và điều thứ ba là trường đại học ở bên Việt Nam có những cái tên rất là cụ thể luôn. Đấy, ví dụ này, đây có đại học kỹ thuật công nghiệp này, và có đại học thương mại này, đúng không? Và những ví dụ nữa. Nhà anh ở đâu thế? Em rất là hy vọng nhà anh ở bên cầu dạy. Em học trường gì đấy? Dạ anh à, em học báo chí tuyên truyền. Em ơi, em học ở đâu? Dạ, em học ở đại học nông nghiệp anh ạ. Bên Mỹ trường đại học không có tên rõ ràng như vậy, đúng không? Ví dụ là bên Mỹ có cho đại học tên của thành phố ấy hoặc là bang ấy, ví dụ là đại học của Texas và đại học của Houston, Texas. Và mình nghĩ là bên Mỹ là bất kỳ đại học có thể dạy nhiều môn rất là khác. Hệ thống này chắc là gần giống ở bên Việt Nam. Mình chưa tìm hiểu về điều này. Thì các bạn comment ở dưới là thông não của mình đi. Mình rất là thích khi các bạn thông não của mình nha. Điều thứ 4 là ăn pizza với thêm cà chua. Họ rất là lạ với người nước ngoài đây. Khi mình ăn pizza lần đầu tiên ở Việt Nam, họ đã thang mình nhiều thương cà chua. Thì mình đã nghĩ họ sẽ cung cấp là khoai tây chiên à. Đấy, vì mình chưa kết nối là thương cà chua này sẽ chấm với pizza này. Mình chưa kết nối hai điều này. Bạn người Việt của mình
đã bắt đầu ăn pizza với thương cà chua ấy thì mình là á. Nope. Em nói gì? Bạn đã làm gì đây á? Thế à? Là thế. Ồ. Và pizza cũng có ngô ở Việt Nam. Ôi dồi ôi. Đây là chắc là đây không phải duy nhất ở Việt Nam. Nhưng mà nếu pizza có ngô mình có thể ăn được. Nhưng mà vẫn là lạ. Điều cơ là cuối cùng là sâu xím và biển số rất là đẹp. Rất là may mắn. Ngày xưa hồi đâu khi mình bắt đầu đến Việt Nam, mình đã đi mua xe máy với bạn viết của mình. Và bạn ấy đã chọn một xe máy với một biển số rất là, anh ấy đã nói là số này rất là may mắn và có hợp phong thủy. Thì anh ấy đã tiêu thêm tiền để mua một số biển hợp phong thủy luôn. Mình đã cảm thấy là tại sao tiêu nhiều tiền vậy? Là rồi không cần đâu đúng không? Vì người nước ngoài chưa nghĩ về nó. Người nước ngoài thường xuyên chấp nhận là xấu ngẫu nhiên luôn. Sau một thời gian ở Việt Nam mình hiểu, mình sắp cảm thấy gần giống khi mình mua điện thoại này hoặc là một sim điện thoại ở số điện thoại. Mình sẽ tập trung vào những số nếu có may mắn này. Mình nghĩ là cái gì là ngâm giả thủy tục đấy, ở bên Việt Nam với văn hóa Việt Nam rất là khó để không làm thế này, đúng không? Nếu người ta sống ở Việt Nam lâu rồi thì họ thích ứng ở trong tiềm thức luôn. Đấy, vì có nhiều người là làm thế này thì khi người nước ngoài ở đây lâu rồi, người nước ngoài sẽ là thủy thục luôn. Đấy, mình biết là người Việt Nam rất là thích là 6 này, 8 này, 9 này, đúng không? Nhưng mà mình chưa biết là tại sao số này quan trọng với người Việt. Đấy, thì các bạn comment ở dưới nhá. Để thông não của mình muốn biết nhiều hơn về văn hóa của Việt Nam. Vừa rồi mình chia sẻ được những điều rất là bình thường ở bên Việt Nam, nhưng mà có rất là lạ với người nước ngoài luôn. Mình hy vọng các bạn cảm thấy thú vị. Nếu các bạn muốn mình làm những điều khác thì comment ở dưới báo mình đi, là nếu các bạn thích thì mình sẽ chiều luôn. Và các bạn đừng quên like, share, subscribe à. Và mình sẽ gặp các bạn ở trong video tiếp theo nha. Ok combi, bye bye nha.